Vào tháng 4 năm 2024, một vụ trộm xảy ra trên địa bàn tổ dân phố Trung Đình, phường Thạch Quý. Ngay lập tức, thông qua camera an ninh và nhóm Zalo Kết nối Bình Yên, người dân đã nhanh chóng thông tin với công an phường Thạch Quý. Chỉ trong thời gian rất ngắn, công an phường đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Đây là một trong những tiện ích rõ rệt từ nhóm Zalo Kết nối Bình Yên đã giúp lực lượng chức năng phát hiện kịp thời nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua nhóm gia lô này, lực lượng công an cũng nhanh chóng cung cấp các thông điệp tuyên truyền, nhất là các thủ đoạn lừa đảo hay các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh mạng, vừa đề cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm, vừa nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Mình nắm được thông tin thì mình phải nhận qua cái kia cái, cái là cả chóng biết là có vấn đề gì ở trên tổ dân thủ. Như vậy cho nên là rất thuận lợi, tôi cho đây là một cái rất là văn minh. Mô hình Zalo kết nối bình yên của Công an Hà Tĩnh ra đời từ năm 2023 đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, đến nay trên toàn tỉnh đang duy trì trên 800 mô hình. Mô hình đã tận dụng tối đa lợi thế của không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận những thông tin pháp luật mới, những thủ đoạn phạm tội mà người dân cần cảnh giác. Như địa bàn phường Thạch Quý hiện đã triển khai 11 nhóm Zalo trên địa bàn 11 khối phố, đảm bảo thông tin một cách nhanh chóng nhất người dân nhận và tương tác ngay có những người là phản hồi trở lại và có những người lại hỏi những cái thông tin về là có những cái chưa rõ thì họ lại hỏi cho nên là chúng tôi cũng giải đáp và người dân cũng là rất là 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 đồng tình và họ phản ứng rất là tích cực không những đối với lực lượng công an với mô hình Zalo kết nối bình yên mà đối với chính quyền địa phương các nền tảng Zalo Facebook trở thành một công cụ trong điều hành quản lý ngày càng phổ biến từ thực tiễn có thể khẳng định, việc sử dụng đa dạng các nền tảng trên không gian mạng nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách nhà nước đang cho thấy tính ưu việt bởi sự nhanh chóng, tiện ích và tiếp cận với đông đảo người dân. Thay vì phải trực tiếp lên hội trường ủy ban nhân dân phường để hội họp, ông Trần Hữu Thanh, tổ trưởng tổ dân phố Trung Lân, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, nhanh chóng nắm bắt thông tin thông qua nhóm Zalo công dân Thạch Quý. Từ đây các thông tin lại được chuyển tải tới các tổ liên xa và đến với người dân một cách nhanh chóng. Tác dụng của là cái nhóm Zalo là để là kịp thời đưa nhanh chóng cả cái thông tin của Đảng và nhà nước và trực tiếp để cho người dân được nắm bắt ngay trong khi là đã có thể hiện trên cái máy của bản thân mình các trang Facebook và nhóm Zalo cũng hình thành gắn liền với mỗi đối tượng khác nhau như trang nhóm của đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh. Cũng từ đây, các chủ trương chính sách gắn với mỗi đối tượng được tuyên truyền một cách chi tiết, phù hợp, gắn cụ thể với thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội liên quan. Đây là cách làm phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương hiện nay vì hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua không gian mạng dễ thực hiện không mất nhiều thời gian, ít tốn kém nguồn nhân lực và cả kinh phí thực hiện so với việc phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực tiếp. So với trước đây khi phải có thời gian để chuẩn bị nội dung, rồi chuẩn bị về cái cơ sở vật chất cũng như mời được con mời được người dân đến thì cũng là phải có thời gian và hiện sức khó khăn nhưng mà sau khi áp dụng công nghệ số đặc biệt là các cái nhóm giá lỗ thì cái việc là tuyên truyền thông tin thì nhanh nhất rất là nhanh và người dân cùng với cán bộ được tiếp cận thông tin một cách chính xác chuyển đổi số sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được cái phạm vi đối tượng cũng như là không bị giới hạn về cái địa lý trong quá trình tuyên truyền và giúp cho chúng ta nâng cao được cái hình thức tuyên truyền như là đưa cả cái video clip đưa cả cái đồ hòa thông tin lên cho để cho người dân và doanh nghiệp là thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận cái thông tin về pháp luật và đưa cả cái ý kiến kiến nghị đề xuất để trên cơ sở đó là hoàn thiện cả cái văn bản pháp luật. Thưa quý vị và các bạn với ưu điểm nhanh chóng tiện lợi thông tin được cập nhật liên tục bất kể thời gian không gian và có thể đến được với nhiều người ở nhiều nơi khác nhau trong cùng một thời điểm nên việc chuyển đổi số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày càng được sử dụng rộng rãi tuy nhiên để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền thì các địa phương đơn vị cần đa dạng các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này Giờ đây miễn là có điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet đã được cài đặt phần mềm thì ở bất cứ đâu, ông Nguyễn Văn Mận, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà cũng có thể đẩy file ghi âm hoặc cài đặt giờ cố định để tự động phát thông tin tuyên truyền pháp luật lên hệ thống truyền thanh thông minh của xã. Bằng trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống còn có thể tự đọc file văn bản soạn sẵn với giọng đọc ở các vùng miền khác nhau. Nếu như thời gian trước phát thanh truyền thống cũng là phương tiện chủ lực để tuyên truyền chủ trương chính sách nhưng bất tiện ở chỗ là ông Mận phải lên tận nơi để đọc trực tiếp vừa mất thời gian vừa có thể bị chậm trễ nhưng nay với truyền thanh số thông minh hiện đại ông Mận không chỉ tiết kiệm thời gian công sức mà còn tuyên truyền nhanh chóng hiệu quả nếu người dùng đôi là người ta cảm thấy một cái yếu việt cực kỳ nó tin lời tất cả có thể là anh vừa tránh thù lâm làm việc khác mà vừa mở được truyền thanh Đếm về anh đánh thủ đọc lên loa, đọc lên và ghi âm mai, anh phạt hoặc cài đặt đó ngay, đình dơ nó phạt. Kể từ khi triển khai đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, hoạt động ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác này được đẩy mạnh trên địa bàn Hà Tĩnh. Hiện nay, các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về cơ bản đã xây dựng nâng cấp các cổng trang thông tin điện tử, trong đó có nhiều nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật, những mô hình hội nghị trực tuyến được ứng dụng rộng rãi từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố. Một trong những hoạt động chuyển đổi số tuyên truyền pháp luật nổi bật trong thời gian qua có thể kể đến các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Cụ thể từ năm 2023 lại nay, các bộ ngành và địa phương đã tổ chức 10 cuộc thi trực tuyến với các nội dung tìm hiểu về luật đất đai, chuyển đổi số, an toàn bí mật nhà nước, bảo hiểm xã hội Hiện nay, nhiều cấp ngành đang tiếp tục khai thác hiệu quả cách thức tuyên truyền này, như Sở Thông tin và Truyền thông đang chuẩn bị triển khai cuộc thi nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trên không gian mạng. Để lan tỏa các cái nội dung về tuyên truyền pháp luật, thì Sở Thông tin đã tổ chức các cái cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu về chuyển đổi số, về an toàn an ninh mạng, về các cái nội dung khác về quy phạm pháp luật của ngành. Ngoài ra thì sở cũng đã có các cái kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các địa phương là triển khai các cái nội dung này thông qua các cái cuộc thi trực tuyến ở cấp huyện. Công tác số hóa phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm đẩy mạnh và đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, đòi hỏi cần hoàn thiện nền tảng số để tiếp tục phát huy hiệu quả kênh tuyên truyền này. Cấp thiết nhất là xây dựng một dữ liệu điện tử dùng chung cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đây là tiền đề hướng tới việc xây dựng tủ sách pháp luật điện tử mà Bộ Tư pháp đang nỗ lực triển khai. Cùng với đó là việc bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn và nâng cấp hệ thống trang thiết bị, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thời đại số. Chúng tôi sẽ quan tâm đến cái đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng số và tiếp tục quan tâm đến cái việc là đổi mới hình thức và nội dung nhất là đưa các cái video clip, đưa các cái đồ hòa thông tin, rồi đẩy mạnh các cái cuộc thi trực tuyến, rồi phát huy vai trò của các trang mạng xã hội như Zalo, như Facebook để là tuyến tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Công nghệ thông tin và các nền tảng số đã thực sự tạo nên bước ngoặt lớn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật những công cụ hiện đại này giúp các thông tin pháp luật trở nên gần gũi hơn dễ dàng tiếp cận hơn với người dân qua đó tạo chuyển biến tích cực trong tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh